Cảm ơn tất cả các nghệ sĩ Việt Nam đã cho chúng tôi xem một buổi biểu diễn tuyệt vời. Hơn 30 năm qua, tôi mới lại được xem chèo, mà không ngờ lại được xem chèo ngay trên đất Pháp. Thật là một niềm tự hào lớn cho dân tộc. Thưa, tôi là người Thái Bình đã sang Pháp từ lâu. Tôi là một nhà nghiên cứu nghệ thuật. Trước kia là trung tá trong quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương. Tôi đã tham gia cuộc chiến tranh Việt Nam, đã được xem chèo Thái Bình, đặc biệt là khanh chèo Làng Hạ. Xin chúc mừng cô. Chính tôi là Trung tá Somir. Ông là Somir? Nếu vậy, chắc ông vẫn còn nhớ tôi. Tôi tên là Lý, Cái Lý, quê ở Làng Hạ. Đã từng là diễn viên trong đội quân thứ hành chính lưu động, gọi tắt là GAMO. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông ngày ấy. Vâng, tôi nhớ ra rồi. Và tôi cũng không quên một kỷ niệm đáng buồn là đã phải để lại một chân trên cái mảnh đất chèo ấy. Và giờ đây, chắc ông không còn hận thù chúng tôi nữa chứ? Chiến tranh mà, cô Lý ạ, thời gian đã làm cho người Pháp và người Việt hiểu nhau hơn. Cháu Lý, cháu quê ở Làng Hạ, vậy cháu có biết cô Đào không? Sao bác biết? Sao bác lại biết mẹ cháu? Trời ơi! Thế mẹ cháu còn sống không? Mẹ cháu còn sống. Ôi!
Lý, ta là Hề Tiểu, bạn nghề với mẹ cháu đây mà. Ôi, Lý. Bác Tiểu. Lý. Bác Hề Tiểu. Một cuộc gặp gỡ đầy lý thú. Ông Hề Tiểu gặp lại nền nghệ thuật lâu đời của đất nước ông. Còn tôi, hình ảnh người nghệ sĩ dân gian ngày ấy đã để lại trong tôi những ấn tượng khó quên. Ông Sumia, ông quên làm sao được? Vì ngày ấy, chính ông đã gây nên những nỗi bất hạnh trong cuộc đời mẹ tôi. Vâng, tôi đã có lỗi với bà ấy. Tôi đã đối xử với nền nghệ thuật ấy dưới con mắt của kẻ đi chinh phục. Tôi là người Pháp duy nhất chứng kiến cuộc đời chìm nổi của bà Đào trên chiếc chiếu chèo ấy. Tôi còn nhớ cái năm mà ông Tranh Cựu Làng Hạ ăn khao cái bằng cửu phẩm văn giai cho cậu Trường Bất. Làng Hạ gọi phường chèo của ông Trùm Hỷ là anh ruột của bà Đào đến hát. Làng ván đám rồi. Ván đám à? Dạ vâng. Ván đám mặc làng ấy. Phương chèo chúng mày thì cứ phải hát đi. Dạ bẩm thầy Lý, phường chúng con hát quán đã xong à. Hết các tích quan âm trương viên lưu bình dương lễ. Thầy Lý trông này, các cụ quan viên trong làng chán chăn trò ngủ gà ngủ gật, không cầm trầu không bỏ thẻ hỏi chúng con hát để ai xem. Nhưng thôi, nếu thầy Lý cần thì chúng con xin hát. Nhưng mà này, chúng con chỉ hát hè thôi ạ. Hát hè á? Dạ vâng, chúng con hát hè thôi ạ. Chúng mày là cái quân xỏ lá ba que. Dạ. Mượn cái sự tuét mắt nhọ mồm. Dạ vâng, ngốc nghếch. Dạ. Hôm qua mày hát cái gì mày còn nhớ không? Dạ hôm qua con mới lại chú Hè Lộc cái làm lớp hè bồi hè gậy ạ. Dạ vâng, hè bồi hè gậy ạ. Nhắc lại cái câu của chúng mày trong xa. Dạ, viết lại ạ. Mời. Dạ vâng. Viết lại, mời. Nào. Mời các cụ quan viên trong làm dạy chân cho con làm lớp hè bồi hè gậy các cụ. Cắp hồng hồng trông ta cần tay đã cắp hồng cắp hồng cắp hồng cắp hồng trông tan cành thời đã điểm này cắp hồng. Ấy tới cùng ta đã khỏi ơi ta cùng ta đã khỏi chiếu hoa mạnh à là tớ tớ bảo này mẹ làm tớ đã ra đồng ra đồng ra đồng. Thế mày ra đồng rồi mày làm cái gì? Dạ con ra đồng con đi cày ạ. Con mới vớt này, riết này. Nhưng con vớ phải cái con trâu già, nó cứ y thần cụ nên nó không đi. Thế mày cầm cái roi mày quất vào đâu? Dạ con quất vào mông cháu. Lão ơi. Hôm qua ông trông thấy mày quất xuống chiếu đen đét nó chi trâu với nghe nào hả? Dạ có thế thì chú Hề Lộc đây mới có cớ hỏi vặn lại con chứ. Mày vặn nó thế nào thằng kia? Dạ con hỏi nó là mày làm cái gì thế? Tao dục trâu chứ làm gì? Mày dục trâu? Thế tại sao mày không đánh vào da trâu? Ừ. Hay da trâu nó là cái mã bố mày ấy mày không đánh hả? Đấy. Cái tội của chúng mày là ở cái chỗ ấy đấy. Dạ tội thế nào ạ? Đồ xó xin thượng hạ. Các cụ vừa mới lơi roi trầu chỉ cắt vào tan chưa thùng vào mặt trống. Chúng mày sợ mất thưởng, chúng mày chỉ sợ các cụ còn gì nữa. Hả? Sợ các cụ. Bấm thầy Lý này lắm nhẹ đến như thế đấy. Có lẽ chúng còn là đến bỏ hè. Bỏ hè. Ơ đúng. Bỏ hè. Ấy. Bỏ hè. Bỏ hẳn hè. Ấy. Ngoài của. Trên Hà Nội treo cải lương người ta bỏ hẳn hè rồi. Trên ấy mà mạng thượng như chúng mày thì cứ rú bù nghe chưa. Dạ. Từ nay chỉ được diễn Tích Nghiêm vai chín thôi hiểu chưa. Dạ. Bảo kép tân ra hát với con Đào đi, diễn thiện sĩ hỏi vợ cho ông. Dạ, sao lại hỏi vợ cho thầy Lý lắm? Đừng có
mà giờ cái trò xoay chữ lộng giả thành chân, máu đánh cho tuốt xác bây giờ, cứ đánh tuốt xác thế. Gọi chúng nó ra. Hôm nay có cậu bất trưởng nam của cụ Chánh vừa đỗ xếp quy ca trên tỉnh về làng Khao Vọng. Cậu muốn xem diễn trèo, cho nên là bây giờ mày phải bắt chúng nó ra diễn ngay, để tao đi đón cụ với cậu đến cầm trầu cho kịp, nghe chưa? Dạ, thế còn... Đi, thế đi mau. Đấy đấy. Quá đấy các cụ ơi. Ui, các cụ ơi, các cụ ơi, Tránh ra, cụ Tránh ra, cụ Tránh ra, cụ Tránh ra, Tránh ra, mau lên, mau lên, ngay tiếp tục cho cụ Tránh ra. Là, sao à, cụ Tránh ra, ra, sao à, cụ Tránh à, sao cụ Tránh à, cụ Tránh à, không dám. Chào các thầy Lý này. Dạ. Tôi đã bàn với thầy rồi. Dạ. Hôm nay tôi có thượng khách đến chơi. Dạ. Thầy đặt ghế để cậu trưởng cầm trầu cho thầy. Chào các thầy. Thầy Lý. Dạ có ngay. Con đào đâu nó vẫn diễn đấy chứ. Dạ có chứ. Con đào không diễn thì cậu bắt đầu đào cầm trâu mà. Để con đào múa vu quy một mình có được không? Tôi không muốn trông thấy gã kép tân. Cậu trưởng cậu lại ghen rồi. Cậu yên tâm, tuy hai đứa mới thành vợ thành chồng, nhưng tôi đã có kế chiêu yên dễ thí. Thế cậu này cứ khỏi lo này. À đây, ông cầm lấy gọi là tiền lương. Lương thế. Nhanh lên. Chú Ngốc. Dạ. Chú ơi, chúng nói ra diễn trò. Lớp vũ quy cứ việc mà ra, bỏ giáo đầu vỡ nước đi con. Bỏ giáo đầu vỡ nước. Muốn xem diễn cái trò này nữa, thằng kép tân cút ngay, còn con đào phải ở lại một mình hát cho làng nghe, không thì mất khác. Cậu ghen rồi cậu ơi. Thằng kép tân cút ngay. Những người này không biết xem trò đâu em ạ. Ta về thôi. Đứng lại. Thằng kép tân, mày bảo ai không biết xem trò? Đúng là đàn gảy tai trâu. Tai trâu. Bất, tao là kép hát nhưng cũng chính là thợ cày. Chống mộng gãy sừng, sức mạnh vĩ giúp tù hòa lên bôn mặt của mình. Kẻ phản nghịch giữa đình chủ nghiệp sở. Chúng mày định bày mưu hãm hại. Chúng mày định phá gánh chèo. Chúng mày muốn làm gì thì hành tao đây này. Tao là chùm trèo tội vạ đâu tao chịu. Vâng, dạ, trói cổ thằng Trung Hiền. Quấy vào chứ mày, quấy vào.
thưa con. Toàn ra ông bảo. Đánh! Dạ, đánh cho chết! Các ông! Tôi lạy các ông! Đánh! Đánh! Tôi phạt quân đào tiết hát! Dạ! Dạ! Tôi các ông! Tôi lạy các ông! Chúng tôi phạt quân đào tiết hát! Có sao phải tiêu cùng không tội tôi! Con tiên lấy đến tất cả ông ra tay là ông tôi phải về nhà. Chuyện gì xảy ra với những người nghệ sĩ này? Dạ bẩm quan lớn ạ, gã captain nó chống lại nhà chức trách và chùm hỉ đây đã hành hung với tuần binh, cho nên chúng con mới cho bắt giữ đấy hả dạ. Thì không may cho tôi, thế là hôm nay tôi lại không được xem các nghệ sĩ lần hạ diễn treo, một điều mà tôi vẫn hằng ao ước từ lâu. Dạ, xin quan lớn vui lòng ngồi dự, chúng tôi bắt chúng nó phải diễn. Để quan lớn được xem. Ồ, nghệ thuật diễn trò không nên bắt ép. Thưa quý vị, tôi là một nhà sưu tầm nghiên cứu nghệ thuật, lại là người rất yêu thích nghệ thuật phương Đông. Trong bộ đĩa hát của tôi sưu tầm nhiều năm ở Việt Nam đã có đủ loại. Hát xoan ghèo ở Vĩnh Yên, hát phi luận ở Lạng Sơn, hát quan họ ở Bắc Ninh, hát tuồng ở Quảng Nam và hát cải lương ở Nam Bộ. Riêng còn những điệu hát chèo ở vùng đồng bằng Bắc Bộ thì tôi chưa có, cho nên tôi có ý định sưu tầm ngay trên mảnh đất Thái Bình này. Những nhân viên chèo đối với tôi là một tài liệu sống vô cùng quý báu. Yeah, quý danh ngài chúng tôi đã được nghe nói từ lâu, nay được gặp ngài rất lấy làm hình hài. Ông Tránh là người rất chèo, lại rất am hiểu về bộ môn nghệ thuật này, cho nên tôi rất cần tới sự giúp đỡ của ông Trái. Dạ, chúng tôi xin hết lòng hầu hạ ngài. Dạ, thưa với ngài, cậu trưởng bất còn trai tôi vừa đỗ xét quý ca trên tỉnh. Dạ, xin được ra mắt ngài. Ông cậu trưởng. Dạ, xin đa tạ ngài. Xin chúc ông bất mọi sự thành đạt. Dạ, bẩm quan nói là quan rất ưa thích phường trò chúng con. Vậy con xin quan hãy tha cho chồng con và anh ruột con đang bị thầy Lý vu oan giá họa. Có phải đây là cô Đào, diễn viên nổi tiếng ở chuyên đóng các vai Đào Thương như Thị Phương, Thị Kính? Dạ, nó có giọng hát hay nhất cái vùng này. Cô Đào ạ, rất tiếc là hôm nay tôi đến đây với tư cách là người sưu tầm nghiên cứu nghệ thuật. Tôi không đại diện cho nhà chức trách. Những yêu cầu của cô đã vượt quá cương vị và quyền hạn của tôi. Dạ, xin phép ngài Xu Minh. Tuấn Đức! Dạ! Giam chùm hỉ vào công sở, chờ quan xét xử. Dạ. Mau! Lui ra! Vô đây! Không tốt, không tốt. Không được đụng đến người đẹp, dù chỉ bằng một cánh hoa thôi. Các ông hiểu ý tôi chứ? Yeah! Diễn phận ta phải chiều. Đôi thầy, đôi lứa ta. Oh.
một mảnh vườn xa xác quanh phận mình tôi nên nóng nỗi có kiếp bọt bèo rồi đây biết ra này. Dạ. Ê, cô Đào đây đứng gặp cơn hoạn nạn, tao nhờ mày đưa cô về nhà giấu ở nhà mày được chứ? Eo ơi, thế đã ít ngậm mà. Cậu ơi, mở trưởng mà biết á, mở đốt nhà con đi chứ này. Này, mày cứ yên tâm, mở đốt tao đền. Này, trông nom cô Đào cho thật cẩn thận, muốn tiền có tiền, muốn rượu có rượu. Ôi, Đào ơi, con á, con chả chơi đâu. Mày không nghe thì mày hãy liệu tội trốn phù trốn lính mày sẽ ngồi tù nghe không? Ơ, cậu ơi, cậu ơi. Nhưng mà nếu em trông nom cô Đào cho cậu, cậu cho nhà em cái gì nào? Thế à, mày thích cái gì nào? Cho mẹ đĩ nhà em đôi hoa tai vàng. Quá mà sạt nghiệp tao à. Thế một bộ dây xà tích nhá. Xà tích cũng đắt chẳng kém hoa tai. Thế thì một cái áo đồng lầm với là một cái quần lính tía. À, cũng phải mất hơn chục thóc chứ ít ỏi gì. Một đôi guốc Sài Gòn kêu con có thề cũng vẫn còn hơi đắt. Gì cậu cũng kêu đắt, cái gì cậu cũng kêu đắt. Vậy em xin cậu một thì thứ rẻ nhất, rẻ hơn là rẻ đấy. Thế mày thích cái gì nào? Em chỉ xin cậu một cái bằng tiểu phẩm công an gia. Láo nào, bằng sắc vua ban cho tao. Thế mà mày lại coi như rẻ rách à. Chuột. Chuột. Dạ. Nên mày đi tìm cô Đào về đây cho tao. Nhưng mà cô ấy đâu, con làm sao mà tìm thấy? À, nhưng mà cậu ơi, thì cậu tìm cô Đào có cái việc gì đấy ạ? Dạ. Về cái việc của Kép Tân và Trùm Hỷ. À, gây go lắm chuột ạ. Có đúng vậy không? À, gây go lắm mà lại. Có đúng không đây này? Sao cô Trùm? Ôi, cô Đào trốn đi. Trốn đi. Chuột. Trốn đi. Chuột. Biết đi mày, biết đi mày. À. 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 À, cô Đào ạ, à, thật không ngờ lại cơ sự lại xảy ra đến nông nỗi này cơ chứ. Cậu còn ngờ gì nữa,
xảy ra chuyện này tất cả là do cậu. Ồ, tôi đâu có muốn thế. Nếu như hôm nọ thằng Kết Tân chồng cô, nó biết thân biết phận thì đâu đến nỗi ai bảo nó động đến tôi cơ chứ. Cô Đào ạ, thằng Kết Tân chắc chắn sẽ phải tội đi đầy biệt xứ. Còn ông Chùm Hỉ, anh ruột của cô, tôi sẽ tìm cách cứu ông ấy ra. Đào hãy thương tôi. Tôi sẽ tìm một nơi kín đáo để cho Đào nương náu, rồi tôi sẽ đi lại thăm Đào. Không, tôi đã là gái có chồng. Nhưng Đào biết đấy, tôi hiếm hoi muộn màn về đường con cái, mà mợ trưởng nhà tôi thì... À, tôi muốn cho trong ấm ngoài êm, Đào hãy tạm lánh sang nhà anh chùa. Không, tôi không đi đâu cả. Tôi không phải là người lòng chim dạ cá. Cậu trưởng, tôi van cậu, tôi xin cậu, cậu hãy buông tha tôi ra. Không, anh không buông mà anh cũng chẳng tha. Tại trong mõ này anh đã cầm tay con anh che chở. Lòng con đời anh như đã cắm cỏ để chúc anh vàng thanh thoát anh dựng cơ đồ riêng với em trai gái hình kia và chỉ anh nhìn anh như ôm anh như ấp chua cái muộn là phiền số bay chén diện lòng chuyện nhấp đã bừng thầy đau. Làm sao mày lại đánh tao? Cậu ơi, chết đến nơi rồi mà cậu không biết gì á? Làm sao? Mọi trưởng đến đấy. Ôi trời, tôi chết rồi. Chết rồi. Thôi chết tao, tao chạy đâu bây giờ mày ơi? Thôi chết tao rồi. Này! Chui vào. Vậy thôi đi, đừng có mà giả vờ nữa, không lọt được qua mắt gái này dâm. Cậu đừng mặt sướng ăn đi. Ngày này lạnh buốt đã quen khéo người, cái con đào hát nó đúng rồi. Ôi, tất cả cái việc này đều do cậu con gây nên thế. Đúng, cho nên mọ mà cứ lạ bầm nên người ta bảo xấu chàng hổ ai. Cho nên mọ cứ nghe con mọ tóm cổ kéo nhau ra chứ mọ cứ đánh con. Về. Ôi trời ơi, mọ đến đây về Hà Nội mọ. Mọ cứ hiền như là cái con hổ cái ấy. Anh có cách nào giúp tôi tìm gặp anh Tân được không? Cô cứ ở nhà để tôi đi xem có cách nào không nhá. Đào, anh Tân. Đào ơi, chúng nó lùng bắt anh. Ta biết đi đâu bây giờ? Đào ơi, anh về đón em đây. Em có đi cùng anh không? Đi đâu anh?
Đi cùng trời quấy đất, đến nơi nào mà ta sống được, nơi tiếng hát em không bị dập vùi. Tình đâu ra nơi đó anh ơi, đâu cũng vua quan cường hào tổng lý, đâu cũng kẻ đè đầu cưỡi cổ, cái siêu cái thuế chất lên vai, đâu cũng đồng kho lúa tát thế này. Đâu cũng kém hèn phận con đào kép hát, đi đâu anh? Ừ, đi đâu? Bốn phía tối đen đất trời điên đảo hết. Hay là chúng mình cùng chết Đào ơi? Không, anh không chết được. Vì anh còn mẹ già, một mình một băng. Anh chết đi, mẹ già đó ai nuôi? Em phải thay anh săn sóc đỡ đần người. Và rồi đây em còn phải sống để nuôi con chúng mình nữa chứ. Ôi, chúng mình có con. Chúng mình có con thật chứ Đào ơi? Nếu chúng mình có con thật thì em cũng không bao giờ cho nó theo nghề đàn hát sướng ca. Thôi, anh cứ đi đi, tìm chốn lập thân, chờ khi yên hàn anh trở lại tìm em. Em sẽ đợi. Dẫu có thế nào em cũng không thay đổi. Em ơi, anh ra đi tìm chốn lập thân. Anh ơi, em xin ở lại, hay anh nuôi mẹ già. Con sống cả đang phát
thanh âm thanh trầm bổng, nghe khoái thật, khoái thật. Nào, nào, những anh cu cường rất đẹp của tôi ơi, hãy cất tiếng gáy lên nào, hãy cất tiếng gáy lên nào. Cúc củ cu nghe hệt như tiếng kèn cờ la. Ấy đấy, lại cúc củ cu nghe hệt như tiếng kèn pom pét. Ừ, hay thật, khoái thật. Có chơi lâu, có chơi lâu mới phân biệt được tiếng chim gáy nó khác với tiếng chim gù. Gáy trước, gù sau, cứ nghe con cái gọi là con đực nó cứ nhao ngay đến, rồi chàng cứ xoay quanh nàng mà gù tít, gù tít. Cúc cù cu em ở đâu? Cúc cù cu anh ở đây. Cúc cù cu em ở đâu? Em ở đâu? Em ở đây. Thật là vô tích cực, suốt ngày chỉ chim với cò thôi. Thôi chết rồi, ông lại lấy đỗ của tôi cho chim ăn à? Thôi chết rồi, ông có biết hôm nay ở chợ bao nhiêu tiền một ống đỗ không? Gồm ai chợ buôn biết cái gì bảng này. Thế này thì lấy gì mà thổi sôi nấu chè, còn đâu ra mà lờ với lãi được cơ chứ hả? Ê, tôi xin bà, tôi xin bà, bà đừng đụng vào chim của tôi. Này bà ơi, bà ơi, tôi chơi chim đây là ra tiền cho bà, chứ không vô tích sự thì bà điểm đâu nha. Trời ơi, chim của người ta thì đổi được trâu được bò, chứ cái ngữ chim của ông á, có mà đổi được khối này. Khổ quá bà ơi, bà chẳng hiểu một tí gì cả. Bà trông đây này, đấy, những con chim này á, mỏ dài, mắt sáng, đầu tròn. Nó mà gáy á, cứ hệt như tiếng kèn cờ nai gì nét vào. Ôi giời ơi, tôi không cần cờ lê mỏ lét gì cả. Thế nhưng mà ông mà cứ lấy đỗ của tôi cho chim ăn ấy, là tôi thả hết. Ôi kìa, ôi kìa, sao bà cứ làm ẩm lên như thế nhỉ? Bà đi thì chưa, bà về đến nhà này, chim của tôi nó cũng không dám gáy. Cả con bé cháu ở trong nhà cũng khóc thét cả lên đấy. Vâng, cháu ông. Kìa, chào bác. Bác Trung Chính. Bác Trung Chính sang chơi, mời bác ngồi đây u về một chén rượu đã nào. Chà, dạo này bác lại chơi cả chim nữa kìa. Vâng, em cũng mới chơi. Thế mới biết ở đời mỗi người một cái thú riêng. Vâng, em thích tiếng chim, nhưng phải là tiếng chim gáy, chứ em không thích nghe tiếng chim hót đâu bác. Tôi hiểu ý bác. Dạ. Hót là ca hát. Dạ. Còn gáy là biểu lộ khí phách. Dạ. Còn gù là tiếng gọi của lứa đôi. Ta chớ nên coi thường loài cầm thú, cũng là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Ấy thế cho nên ở đời này đã dễ mấy ai thưởng thức được một tiếng hót hay, cũng ví như một giọng thơ, một điệu đàm, một câu hát. Gương thật là chi lý. Thưởng thức được một tiếng hót hay đã là khó, nhưng tìm kiếm và đào luyện ra một tiếng hót hay thì lại càng khó hơn. Bởi vậy cho nên có những người đã bỏ công bỏ sức ra cả một cuộc đời mà đâu dễ tìm kiếm được. Có đúng thế không bác? Gương thật là chi lý. Bác đúng là nghệ sĩ có khác. Bác hiểu rõ được từng chân tơ kẽ tóc của cuộc đời, chứ còn em đấy thì... Sao lâu nay không thấy bác sang gặp tôi xem? Dạo này có vợ mới đấy, chèo văn minh hay lắm. Chẳng dâu riêng gì bác, nhà em nó đi vắng suốt ngày, chẳng lúc nào được rảnh rỗi thành thứ ra. Thế hai bác đã thương chuyện với cô Đào giúp tôi chưa? Vợ chồng em cũng đã bảo với cháu nhiều lần rồi, nhưng xem ra thì cháu nó cũng... chưa bằng lòng của bác ạ. Ok à. Bác Cùng Chính sang chơi. Chào bác. Hôm nay tôi lại sang thưa chuyện với hai bác. Tôi muốn mời cô Đào sang hát cho giạp hát của chúng tôi. Ôi trời ơi, thế thì quý hóa quá, còn gì bằng. Vâng, thế để em gọi cháu nha bác nhé. Đào ơi. Đào ơi.
Đào ơi, ra đây cháu. Ừ. Này, cháu đây. Này, cô Đào. Bác Cùng Chính lại sang nói chuyện với cứ cháu. Cứ ngồi xuống đây cháu. Cô Đào ạ, cô có thông cảm thì tôi mới nói. Tôi muốn mời cô sang hát cho giạp hát của chúng tôi, vì tôi biết cô vẫn còn say tiếng hát chèo mà. Ồ, vâng, cháu nó vẫn say lắm đấy bác ạ. Không, tôi đã thề không bao giờ đi hát nữa. Cuộc đời con Đào hát nào có xa gì. Họ quay khinh áp chế mọi bề. Mỗi câu hát lại một phen tủi cực. Cô Đào ạ, chỉ có những kẻ rốt nát tầm thường mới coi khinh nghệ thuật, nhưng còn biết bao nhiêu người trân trọng nâng niu. Cô thấy không, những tích trò điệu hát của ông cha vẫn đọng lại trong lòng người xem niềm tự hào dân tộc. Cô hãy nghe tôi, hãy trở lại với nghề đi hát. Cô Đào ạ. Ừ, phải đấy cháu ạ, phải đấy. Thôi thì mày cứ nhận đi, trở về nghề hát cũ, dù sao thì cũng kiếm được miếng mà ăn. Đúng đấy cháu ạ, cháu cứ trở về nghề cũ đi, không làm cái nghề ấy thì còn làm cái gì được nữa. Này bác Trùng Chính này. Gì thế bác? Bác mà kén được một cô Đào có tài có sắc như thế kia ấy, thì bác cũng phải nhớ đến công của vợ chồng em đấy nhá. Hai bác yên tâm, giạp hát chúng tôi sẽ biết ơn hai bác. Ôi trời, thế thì quý hóa quá, hát còn gì nữa. Này ông ơi, ông phải nhớ. Cô Đào ạ, cô hãy nghe tôi, hãy trở lại với nghề đi hát, hãy về với chúng tôi đi. Cô Đào. Thế là tôi không thoát khỏi cái chiếu chèo đầy tai ương và đau khổ đó ư? Tiếng hát đã vần vào tôi, hay là số mình? Anh Tân ơi, giờ này anh ở đâu? Vì câu hát mà tình ta giang dở. Anh Hỷ ơi, chiếc chiếu chèo mà anh say như điếu đồ, giờ đã tan nát cả rồi. Cực lòng mẹ nghĩ lắm mấy con ơi, câu chèo xưa đã dần già. Mẹ con xin thưa đến đi đoạn tay đắng, tội mẹ định quên đi, nhưng do kiếp lại buộc vào. Lần nữa con có biết hay chăng? Dạ, thưa chú thím, ơn chú thím đã cho mẹ con cháu nương nhờ trong những ngày cô đơn tủi cực. Kìa, cháu, mày hãy hiểu cho chú Đào ơi. Bác Chính, nghe lời bác, tôi xin trở lại chiếu chèo. Cô Đào, kìa, cháu. Mạnh đọc trước, Trọng đọc sau, các con phải theo nhau,
mà chữ thầy giả thầy cho bằng hết. Ơ, sao lại chữ thầy giả thầy là thế nào? Thế không giả thầy thì thầy lấy chữ đâu mà làm vốn hả? Thằng này láo, học thì không chịu học, chỉ là cái vặn thầy. Thôi học đi. Bồ cách Bồ Tát xa giác lên cây, gió đánh lung lay cao tổ là cây ổ. Thế à, các con có biết ông cao tổ là như thế nào không? Dạ thưa thầy, chúng con không biết ạ. Rốt, rốt quá, học hành thế này thì cơm toi, cơm toi. Đành cái lỗ tai ra mà nghe thầy giảng đây này. Ông cao tổ ấy là cái ông... là cái ông làm tổ trên cao ý. Ơ, nhưng ông tổ ta ngày xưa có phải là loài chim đâu. Láo nào, muốn là chim hay là gì cũng được, nhưng cứ phải làm tổ, mà lại phải làm tổ tiếp trên cao ý. Thằng này láo, học thì không chịu học, chỉ được hay vặn thầy thôi. Nằm xuống đây. Xuống. Ôi, nè. Ba. Các con bắt chước ba chính, đóng vai thầy đồ, xong bỏ tôn mạnh tôn trọng phải không? Lòng, con thấy Lý diễn thế nào? Dạ thưa ba, Lý diễn chẳng giống ba tí nào cả, toàn diễn cương diễn bịa thôi. Thế mà cứ bắt con phải thưởng cho Lý những năm quả ô mai đấy ba. Lý diễn không giống ba, nhưng có giống vai thầy đồ trong vở tôn mạnh tôn trọng không? Kể ra thì cũng có giống, nhưng Lý chúa là hai bịa, vai thầy đồ làm gì có cái đoạn ông cao tổ là ông làm tổ tít trên cao. Thấy Lý diễn bịa, con mới vặn lại ngay. Con bảo, thế ông tổ ta ngày xưa có phải là loài chim đâu ạ. Thầy đồ bí quá, nạp con ra đánh ba roi đấy bà. Khá lắm, khá lắm. Các con đối đáp như thế là được. Muốn học diễn trò, đừng nên tạo cho mình cái thói quen bắt chước, mà phải khéo lựa chọn được cái tinh, phải tìm ra được cái riêng, cái độc đáo cho mình. Không nên biến va diễn của mình trở thành những con rối. Các con có hiểu không? Dạ, chúng con hiểu ạ. Ừ. Thôi, bây giờ hãy vào thay quần áo đi, rồi ra đây cùng tập. Hai đứa lúc nào nó cũng quấn quýt bên nhau. Tôi tin rồi đây bọn trẻ chúng sẽ vượt xa chúng ta nhiều lắm. Đặc biệt là cháu Lý, nó không bao giờ chịu diễn giống vai người khác, mà nó luôn luôn biết tìm tòi sáng tạo. Anh Chính ạ, hôm anh Chấp Tân bỏ làng trốn đi, em đã nói với anh ấy là bao giờ có con, em cũng không bao giờ cho nó theo nghề đàn hát sướng ca. Nhưng bây giờ thì em đã nghĩ khác rồi. Cô nghĩ như vậy là rất đúng cô Đào ạ. Này cô Đào này, lát nữa tôi sẽ cho quảng cáo hai mẹ con cô cùng biểu diễn tối nay đây. Trên chiếc chiếu chèo làng Hạ mà ở những ấy rạp hát trong thành phố ra. Và tôi cũng không ngờ còn được cộng sự với ông trên mảnh đất Thái Bình này. Là đi dẹp giặc mà để băng chừng băng chừng ta khơi ấy bởi vì đâu chính lửa bởi trở lại Việt Nam, tôi phải nhanh chóng thành lập đội quân khứ hành chính lưu động gọi tắt là Nga Mô là để tuyên truyền Bình Định. Nhưng đội Nga Mô chúng ta vẫn còn đang thiếu những diễn viên trẻ và đẹp. Cho nên hôm nay ông phải bắt bơ được con Lý Mạng Bệnh.
con cô đảo. Tôi đã cho ký hợp đồng với hãng đi hát Colombia để thu giọng hát của cô ấy mang về nước Pháp. Tôi nhớ ông Bất vẫn còn yêu cô đào. Nếu công việc xong xuôi thì cái chức quận trưởng chỉ còn trong tầm tay với của ông. Một lần nữa xin chúc ông thành đạt, dạ xin đa tạ ngài. Ngài đôi là đôi ăn thịt mà để đều ăn tôi kéo chào ông ngoài rừng xa. Ô kìa cháu. Ơ à, ông là ai? À ta là người cùng quê với mẹ cháu đây mà. Nhưng ông lèn vào đây có việc gì? Chỗ này là sân khấu, người lạ không được vào đâu. Chả là vừa rồi xem cháu biểu diễn bác thích quá nên bác lẻn vào xem thôi mà. Thế bác xem cháu diễn có hay không? Ồ hay, hay lắm. Thế bố cháu đâu? Cháu không biết. Cháu nghe người ta nói rằng bố cháu trước đây cũng là kép hát, nhưng bị cái thằng bất nhân bất nghĩa nào ấy nó đổ tội cho, giờ phải đi tận đầu đầu đâu rồi ý. Thế cháu có thích đi học để trở thành ca sĩ không? Không, cháu chỉ thích diễn trò với mẹ cháu thôi. Mẹ cháu đâu? Bác muốn gặp mẹ cháu. Bác gặp mẹ cháu có việc gì? À bác gặp mẹ cháu có chút việc. Nào vào tìm mẹ cháu ra đây. Vâng, để cháu gọi cho. Mẹ ơi, mẹ. Gì tôi ạ? Đào. Ông Bất. Đào ơi, hơn 10 năm qua tôi đi tìm Đào, vô tình vừa rồi đi xem hát mới gặp lại Đào trên sân khấu. Thế là tôi tới đây. Dù thời gian cách xa nhưng lòng tôi vẫn không nguôi thương nhớ Đào. Đào hãy về với tôi đi. Bây giờ tôi đã dọn ra tỉnh, tôi đã thu xếp cho Đào một chỗ ở riêng. Cả cái Lý nữa, tôi đã xin với quan Tây Sumia để cho nó đi học trở thành ca sĩ. Còn mụ vợ tôi dạo này cũng không ghen như trước nữa. Chả là suốt cả ngày nó chỉ vùi đầu vào lễ bái mà thôi. Ông Bất, ông là kẻ bất nhân bất nghĩa. Ông đã hại anh Tân, còn dẫn tâm hại cả đời tôi. Ông hãy để cho tôi được yên, ông hãy để cho tôi được sống. Đào ơi, quan Tây Xô Mia ngài rất thích xem chèo. Ngài muốn thu giọng hát của em vào đĩa hát. Ngài muốn đào tạo cháu Lý trở thành ngôi sao màn bạc. Em mà làm được việc đó thì cả đời sung sướng. Và cái chức quận trưởng nhất định sẽ về tay anh. Về với anh Đào ơi. Hẹn biển ly thề non ta cùng nàng. Tình duyên thương hoa hẹn chiếm lấy trong tay quàng ôm trên đôi vai. Thắm biết ly đôi môi má hè ta chiếm lấy. Em mà về thì lòng ta mới hoàng ước đau. Đồ khốn nạn! Ông Bất, tôi ghê tởm những lời nói của ông. Ông hãy cút đi. Con Đào, tao nói cho mày được biết, mày chẳng qua cũng chỉ là một thứ đồ chơi của tao ở làng Hạ mà thôi. Ở đây tao thiếu gì, loại cua ốc như mày lại còn làm tao giữ giá ở nơi phường phố. Tao nói cho mày được biết, nếu mày không nghe tao, tao sẽ bắt ngay con Lý bay đâu. Lý ơi,
À không 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 không, tôi nói cho mọi người được biết, cháu Lý là con tôi. Không. Im ngay, cô này là vợ tôi. Cô ấy đã bỏ đi biệt tích hơn 10 năm nay. Bây giờ tôi đến tìm cô ấy về, cô ấy không nghe. Cho nên tôi phải bắt con tôi đi. Không, không phải thế đâu. Lý ơi, mẹ mất con thật rồi. Chuẩn bị lươn ếch để tao làm một bữa tiệc đặc biệt hết ngày trung tá Sô Mia nghe chưa? Eo ơi, ai lại đi tiếp quan Tây bằng tiệc ếch chứ à? Nhưng đây là ông Tây đặc biệt, ông ấy biết hát chèo, biết ăn mắm tôm, cho nên hôm nay ta phải tiếp ông ta bằng đặc sản lươn ếch được chứ? Dạ, con nghe tin quân Pháp đang thua to trên Việt Bắc, như ếch chưa tiếc ấy, cho nên quân Pháp quân Tây đang ấy ăn lươn nào phải? Bởi vì ếch thì phải om mà lươn thì phải dần nữa rồi mới nấu à? Này, đừng có mà bếp xếp vạ miệng có ngày đấy. Thôi đi chuẩn bị lươn ếch đi. Dạ. Ếch om tôi biếu quan thầy, lươn dần đi tôi mời quan tớ. Lươn dần tôi mời quan tớ, tớ thầy một lũ đều cho đầu ăn cha bỏ mà chồng. Đồng mẹ chán mạnh cậu ấy mấy ngày quá. Ôi trời ơi, dạ. Nhà hôm nay trang hoàng đẹp quá đấy. Dạ, hôm nay ông con được thăng chức quận trưởng chứ này. Trường này, mày thấy ông dạo này thế nào? Ôi trời ơi, ông con dạo này đứng đắn lắm á. Dạ, ông con đứng đắn từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Con nói cho mọi người nghe nhá. Sao nào? Chủ nhật ra vào buổi sáng ông con cũng dậy muộn. Tốt. Dạ, buổi chiều thì ông con đi đánh tổ tôm. Bớt lắm. Còn buổi tối ông con đi xem hát à. Ông đi xem hát à? Dạ, nhưng ông con chỉ thích xem hát chèo thôi. Ông mới đi xem hát mà lại chỉ có thích xem hát chèo. Hỏng, hỏng rồi. Ông mới lại mê cái con đào hát rồi. Tao nghe nói nó về hát ở cái giặt Vân Đài. Đúng là cái con đào ở làng Hạ chẳng sai. Được, tao sẽ đi dình. Tao mà bắt được trai trên gái dưới thì tao té phát cả thằng Ngô con bậm. Chứ sống mãi cảnh này, sống mãi cảnh này. Ôi giời ơi. Ôi giời. Thế mà lúc nào cũng ngọt chớp. Anh yêu em, tình yêu của anh chỉ dành riêng cho em. Rồi thì là anh chừa rồi. Bây giờ anh là ông quân trưởng, anh phải đứng đắn kiểu quan trên trông xuống người ta trông vào. Dạ, cứ mợ ạ. Lúc ông nào đi chơi bởi lăng nhăng với gái về mà lại không nói với vợ thế ạ. Nhưng ông nhà chỉ có thể nói dối bà chứ không nói dối con được. Bởi vì con ấy là có cái nghề bắt ếch. Nhất là những hôm trời mưa mát dời gớm ếch đực với lại ếch cái ha. Nó cứ nhảy ra nó kêu ôm, ôm, ôm. Dạ con chỉ cũng khẽ nghe con biết ngay được con nào là con đực và con nào là con cái. Mà ngay cái tiếng kêu của con cái thì con cũng biết ngay được con nào nó nó thùy mị, nó nết na. Dạ, còn con nào nó đánh đá, nó ghen tuông, nó lồng lộn như hổ cái luôn. Dạ, sao hôn đấy? Dạ, con đừng dám mà. Trước đây, lại đây. Tao hỏi mày câu này, mày phải nói thật nghe không? Dạ, con có biết nói dối như ông nhà đâu ạ. Cái con bé Lý, ông quận trưởng bắt về, có phải con nông ấy với con đào không? Ôi dồi ôi, mà hỏi con câu ấy, con làm sao mà biết được ạ? Con chỉ biết 10 năm về trước cô đào là vợ anh cấp tân. Còn ông nhà ấy thì cũng có lén lút ra đâu đi lại đâu đôi ba lần ạ. À? Con bé nó là con cái nhà ai con thiết nghĩ chỉ có mỗi ông nhà thì mới biết chứ còn con thì làm sao mà biết được ạ. Nhưng mà này, mày nhìn nó có cái nét nào giống ông quần nó giống không? Ôi, cái này là giống cái sao? Nhưng mà không ạ. Sao?
Dạ thưa mợ, nó giống ông nhà cái chỗ là nó biết uống rượu Tây ạ. Nó biết hát bài Tây, nó biết nhảy đầm ngoáy mông ngoáy đít ạ. Ê, nhưng mà nó khác ông nhà cái chỗ là nó có cái tính gan lì. Nó thích lên thì nó múa nó hát, chứ nó mà đã không thích thì có đến kìm bẻ răng nó cũng không chịu hé môi ra đâu ạ. Thế mà ông ấy đang tán tỉnh tao nhận nó là con đấy. Dạ cũng được chứ sao ạ. Nó chả là cậu vợ nhà tao Phúc à. Phúc à, Phúc nữ hiếm à, hiếm hoi. Có nó thêm vui cửa vui nhà. Bà lại ông Xu Nguyên là rất cần con bé cho đội quân hành chính quân thứ lưu động, gọi tắt là Gamo. Gamo chứ này. Dạ thưa mợ, cái Gamo nó cứ la lá như Gamo nên con cứ gọi nó thành Gamo. Còn con bé nốt là thứ hàng quý để ông nhà còn mặc cả với quan Tây nữa chứ à. Trung tá Xu Nguyên đã tới. Chào ngài trung tá. Xin chào ông bà quân trưởng. Dạ vợ chồng chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp ngài. Cảm ơn. Trước hết xin báo để ông bà quân trưởng biết một tin đặc biệt. Đêm qua đội tuần tra của đồn 15 đã bắt được một du kích giả và cũng là một lão hề chèo nổi tiếng. Tôi đã cho đưa ông ta tới đây để chúng ta có dịp gặp lại những nhân vật trên chiếc chiếu chèo làng Hạ cách đây hơn 10 năm. À, tôi đã cho mời cả bà Đào tới đây để bà ấy tận mắt nhìn thấy cô Lý, con gái của bà đã thành công trong những buổi biểu diễn đặc biệt của đội Gamo của chúng ta. Dạ. Tôi hiểu. Chồng chung đâu dễ, ai chiều cho ai. Như ông bà quận trưởng đã biết, dù tôi vận quần áo dân sự hay quân sự thì công việc cũng chỉ là một. Dạ. Những công trình nghiên cứu văn hóa thuộc địa của tôi không chỉ cần cho trước mắt mà còn có tác dụng lâu dài. Dạ. Ở phương Tây, người ta rất thích những món ăn lạ. Người ta có thể dám bỏ hàng triệu đô la về cái công trình văn hóa này. Dạ. Vì thế, ngoài việc chiến tranh, tôi vẫn để tâm sưu tầm những bài hát dân ca Việt Nam. À, tôi vừa mới ghi lại được cái câu hát. Quan họ qua cầu gió bay. À, ông bà có nghe? Tôi xin hát. Dạ, dạ xin mời ngài. Xin mời ngài. Rê rê la la rê la, yêu nhau có nhau cho nhau về nhà rồi rằng cha rồi mẹ này ơi qua cầu này ơi qua cầu tin gió bay tin gió bay. Dạ thưa ngài trung tá, quả thực tôi chưa thấy một người ngoại quốc nào tới Việt Nam lại thông thạo được như ngài. Nói tiếng Việt Nam rất thạo, đọc được cả chữ Nôm, chữ Hán, am tường phong tục và xanh sỏi các món ăn Việt Nam. Dạ nhập gia tùy tục, đáo giang tùy khúc. Dạ. Và tôi còn muốn làm rể Việt Nam. Ô dạ xin mời ngài. Ô cái việc này tôi phải nhờ bà giúp đỡ. Dạ nếu được giúp ngài thì thật là một vinh hạnh lớn cho vợ chồng chúng tôi ạ. Chuộc. Dạ. Mang rượu ra đây. Nghe ca nhạc xem diễn chèo phải có rượu có nhám mới vui. Ô dạ dạ. Mong thưa mong thưa sếp. Chuộc. Dạ. Tao gọi rượu chứ có phải gọi gái đâu. Ôi giời ơi, hảo hạng đấy chứ ạ. À. Đậu phụ chấm với gái à? Đồ. Anh Bồi thông minh lắm. Dạ. Chắc là anh Bồi định mời lão Tây mắm tôm này uống rượu đựng vòng vong bóng châu phải không? Uầy sư sếp, bụng chữa bằng chung. Nhưng đích thị sung sung hảo hạng. Tôi đã được nghe các quan Tây đoàn nói về nghệ thuật buôn rượu và uống rượu đứng bằng vong bóng châu của nông dân Việt Nam. Hôm nay tôi mới được thưởng thức. Nào,
mời ông bà cùng thưởng thức. Dạ, xin mời ngài. Ấy, mong sự xếp phải trả tiền trước rồi mới được uống. Ồ, phong tục Việt Nam đâu có cái lệ ấy. Người Việt Nam chúng tôi thì thế nào cũng được, nhưng đối với các ông phải trả tiền trước, nếu không uống xong các ông sẽ quỳ. Nhưng đây là tờ thiết quan Tây, nhà chị biết chứ. Chuộc. Dạ. Mang cốc ra đây. Nồng. Uống bằng cốc thì mất thú, rượu đương bằng bong bóng trâu thì phải hút, phải bú mới ngon. Ờ, nhưng hút như thế này thì phải trả tiền như thế nào cho tí ẩn? Mỗi ực là một chén, 6 ực là một chai, 12 ực là một lít. Ồ, nhất thế giới. Mong sử bá con nét, theo giá mắc sư loa, mong sử đôn nê mô, chuẩn tà đoàn, xích biệt. Xích biệt là gì đấy? Xích biệt là gì đấy? Xin mời quan tay ạ. Mời quan ạ. 1 2 3 4 Ồ, nhất thế giới. Ồ, tin bằng có cái trong cùng. Khi này khéo vỗ ấy mới bồng nền bồng, ấy mới bồng nền bồng. À, chữa quanh năm như thế này thì phải đẻ bao nhiêu con cho sẻ? À, nếu mong sự phép mà cứ liếc vào đây nhiều nhiều thì thế nào tôi cũng phát chia ra một lũ tí nhau, mắt xanh mũi lõ, mặt đỏ phừng phừng như mặt đặng. Không sao. Ở người Việt Nam mà hay có tính bông đùa. Bông đùa. Ui, dẹp ngay. Bay ơi. Bay, thôi dẹp. Làm cái gì thế? Xin phép ông bà quận trưởng cho tôi được điều khiển cuộc vui hôm nay, được chứ? Dạ, xin mời ngài ạ. Lên, ra, dẫn ông già vào. Ra. Khiển cuộc vui hôm nay, được chứ? Dạ, xin mời ngài ạ. Lên, ra, dẫn ông già vào. Ra. Không tốt. À, xin lỗi ông chủ nghỉ. Bọn lính của tôi nó là những kẻ thô bạo. Xin mời ông chủ nghỉ ngồi. Mời ông ngồi. Thật là kỳ thú. Cách đây hơn 10 năm, chúng ta đã gặp nhau trên chiếc chiếu chèo Làng Hạ. Hôm ấy thì không may cho tôi là tôi không được xem các nghệ sĩ Làng Hạ diễn chèo. Nhưng hôm nay đứng trước mặt tôi lại là một ông vua mìn đã từng lật đổ những đoàn xe của quân đội Viễn Chi Pháp. Nhưng thôi, hôm nay là ngày vui của ông Trưởng Bất, ta không nói chuyện quân sự chính trị với nhau, mà tôi muốn ta trao đổi nghệ thuật. Trao đổi nghệ thuật. Ông hãy giết một lớp trò để tôi được thưởng thức tài nghệ hài hước của ông, được chứ? Đêm hôm qua theo lệnh của các ông, lính các ông đã cho tôi ăn một bữa tiệc toàn cùi tay thúc vào bạc mỡ. Hỏi còn hơi đâu mà hát với cười. Vậy là lúc này tiếng hát của người nghệ sĩ không cất lên được nữa hay sao? Nhưng thôi được, chả mấy khi được quan Tây mời tới, tôi xin tiếp ngài bằng một lớp trò diễn cương. Cho tôi mượn một đoạn gậy tre. Được. Dạ. Mang đoạn gậy tre ra đây. Có ngay ạ. Ông Thu Nguyên, ông nói ông là người
yêu thích nghệ thuật. Đúng. Ông tôn trọng nghệ thuật. À, rất đúng. Vậy mà nghệ thuật sắp phải biểu diễn trong xiềng xích và dây chói đây. Xin lỗi ông chủ nhiệm. Xin lỗi ông chủ nhiệm. Đó. Ông đã được tự do. Tự do. Tự do trước họng súng và hai hàng lý. Nhưng thôi được. Tiếng kèn bù dích nó kêu ở phương nào vậy các con? Nó kêu ở cái lô cốt đằng đông à? À vậy thì lão đây mới tính ra rằng đông có tây lai, nam hữu sự, bắc hẳn tán tài. Môn đa lính đáo ấy là tài gương đáo, gia hữu tây lai là hiểm họa lai. Thế à, thằng Oang thằng Đơ đâu? Oang Đơ đây ạ. Ừ, bố mày đang mong mày về phạt bờ quốc góc đấy con này. Thằng Toa thằng Cát đâu? Đây. Toa Cát đây hả? Mẹ mày đang mong mày về cất nóc dọi nhà, lạnh lùng con dại chồng xa, vì đâu sớm tối mà vào ra lại chỉ có một mình. Hỡi một lũ thằng xanh thằng xít, hỏi chúng mày có biết hay không? Biết gì thế thôi. Phải đâu thay dạ đổi lòng, mà con lai đen lai trắng cứ phải bế bồng là vì sao? Mang rượu ra đây, mang rượu ra đây, lão uống rồi lão hát cho mà nghe. Ây lúc lúc mình lúc lúc ôi là mê. Ấy của đời lúc đi tỉnh lúc đi mê, nhưng mình phải biết các con người nước ngoài rồi họ sẽ về nước họ, còn các con ở lại, các con sống với ai? Ôi kìa, bố già lại khóc. Lính dẹp ngay, dẹp ngay. khá lắm. Ông Trùm Hỉ ạ, ông vừa diễn một lớp trò vui mà sao ông lại khóc? Có tiếng cười chân chính nào mà không được nước mắt, có người nghệ sĩ hài ước nào mà không thấu rõ nỗi khổ của cuộc đời, có phải không ông Trùm Hỉ? Thôi đủ rồi, lão Hề Trèo đừng lợi dụng lúc diễn trò mà tuyên truyền Việt Minh Cộng sản. Lính dạ, trói Trùm Hỉ tống cổ vào nhà giam. Tao bảo trói lại. Trói lại. What? Chúng ta không nên đối xử với người nghệ sĩ này như vậy. Dạ thưa ngài trung tá, nhưng đây nó là tên du kích lợi hại. Cả làng Treo đã trở thành khu căn cứ du kích. Hôm nay bắt được nó tới đây, nó còn ngông nghênh hỗn sực, lợi dụng lúc diễn trò để thể nhục quan tình. Bớt. Không nên nóng nảy. Ông Trùm Hỉ, ông diễn trò hay lắm, tôi rất yêu mến ông. Nhưng ông đã lợi dụng diễn trò để tuyên truyền Việt Minh Cộng sản, thì tôi cũng nói thật cho ông biết, tôi có thể bắt tay ông Trùm Hỉ là nghệ sĩ, nhưng với ông du kích thì
thì tôi cũng trừng trị thẳng tay. Cái đó là tùy ông. Nhưng tôi không muốn làm thế. Lát nữa tôi sẽ trả cho ông được tự do. Ông hãy về nói với những người làng chèo là tôi chỉ có thể yêu mến họ khi họ chỉ là những người nghệ sĩ chèo chứ không phải là du kích. Ông Sô Miêu, ông đã lầm rồi. Những người dân làng Hạ chúng tôi không những chỉ yêu tiếng hát chèo mà còn yêu cả đất nước này nữa. Tiếng hát là tâm hồn của dân tộc. Nhưng một khi đất nước bị trà đạp, dân tộc bị nô lệ, thì cái tâm hồn đấy cũng quằn quại, đớn đau. Ông hiểu chứ? Điều đó thì tùy ông. Nhưng ông hãy nhớ cho rằng, nội trong một tuần lễ nữa, nếu người làng chèo không chịu lập tề trình diện, thì quan Tây sẽ bắn nổ vì Đại Bác dập tắt ngay tiếng hát chèo. Ông Trùng Hỷ hiểu ý tôi rồi chứ? Đã bao thế kỷ qua, những kẻ đi xâm lược trước các ông cũng thường đe dọa dân tộc chúng tôi như thế. Nhưng không, tiếng hát chèo của chúng tôi vẫn cất cao, như tôi vừa diễn trò cho ông xem đấy. Thôi! Dạ! Trình Trung Tá, bà Đào, diễn viên giả hát Vân Đài đã tới! Mời bà vào. Mời ông Trùng Hỷ ngồi. Đào ơi, hơn 10 năm qua em đi đâu? Làng chèo vắng tiếng hát em. Anh Hỷ, anh cũng bị bắt tới đây sao? Không, hôm nay là ngày vui của ông trưởng bớt. Được quan Tây thăng chức quận trưởng, tôi mời ông Trùng Hỷ và bà Đào tới đây để hát chèo. Cũng như 10 năm về trước, ông Trùng Hỷ và bà Đào đã hát trong đám khao của ông trưởng bớt. Riêng tôi với tư cách là người sưu tầm nghiên cứu nghệ thuật, tôi rất khâm phục tài nghệ của ông Hỷ và bà Đào. Xin mời ông Trùng Hỷ ngồi. Mời ông ngồi. Mời bà Đào ngồi. Tôi xin giới thiệu với ông Trùng Hỷ và bà Đào, một nữ diễn viên nổi tiếng chưa đầy 16 tuổi, đã từng là ngôi sao sáng trong đội Gamo của chúng tôi, sẽ trình diễn một chương trình đặc sắc. Thông qua đó, các vị sẽ thấy được vẻ rực rỡ của một bộ môn nghệ thuật mới ngày nay. Cho bắt đầu! Mẹ ơi, con về với mẹ đi. Mẹ không...
bằng lòng cho con hát múa như vậy đâu. Con không nhớ gì những điệu hát của quê hương nữa hay sao? Ồ, con nhớ chứ, nhưng con không hát nữa. Mẹ thấy không, con bây giờ đã khác rồi. Con đã biết uống rượu Tây, sức nước hoa Nhật Bồn, biết mặc váy đầm và xem cinema, đi nghe hòa nhạc, ngồi dự tiệc với các ông bà lớn. Con làm sao hát được những câu hát mẹ đã dạy con? Mẹ đẻ ra con, nhưng ba mợ đã nuôi con, ba đã đầu đã dạy dỗ con. Con sắp trở thành danh ca nổi tiếng, một tài tử điện ảnh tương lai. Ồ, con về với mẹ sao được? La 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 la. Ôi! Lý, cháu hãy về với mẹ cháu đi. Cháu đừng quên cội nguồn sinh ra cháu. Con. Mẹ. Con. Với mẹ được đâu. Con bây giờ đã là một binh sĩ trong đội Gamo. Ba đã đầu đã hứa giúp con trở thành một ngôi sao điện ảnh. Con sẽ được đi khắp châu Âu. Con trở về cái dạp hát nghèo nàn và hát những điệu hát quê mùa ấy làm gì? Lê! Mẹ! Mày nói cái gì vậy? Con gái của cha, con gái của cha có làm sao không? Bà Đào, sao bà lại đối xử tàn nhẫn với đứa con bà đứt ruột đẻ ra như vậy? Mẹ, mẹ đánh con. Bà đánh tôi phải không? Rồi bà sẽ phải ân hận suốt đời. Đêm hôm ấy, ở nhà ông quận trưởng bớt ra về, tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã thắng, hay người nghệ sĩ trèo đã thắng? Tôi đã làm biến đổi được một em bé từ chỗ yêu mến nền nghệ thuật dân tộc, quay lại khinh miệt truyền thống. Nhưng tôi đã không xóa được sức sống mãnh liệt trong bản chất nền nghệ thuật ấy. Tôi đã vấp phải sức chống trả quyết liệt. Ngay đêm hôm đó, bà Đào đã vạch trần những âm mưu tội ác của tôi. Bà đòi trả lại đứa con, đòi chấm dứt khủng bố những người du kích. Vì thế, tôi đã phải đối xử với bà ấy bằng cách mượn tay bà quận trưởng bất dùng thuốc độc làm cho bà Đào bị mù cả hai con mắt.
hát chèo vang lên đâu đó. Anh em mình đã đặt chân lên bậc thềm của ngôi miếu cổ, nơi khi xưa anh em mình thường nghỉ chân khi cắt cỏ chăn trâu, và những đêm trăng tụ tập quanh sân ôn lại những điệu chèo. Tất cả vẫn còn đây, hiện về quen thuộc quá. Duy chỉ có một điều là trên bức tường của ngôi miếu cổ, vết đạn bom làm sạc lở mái đền. Cô Đào ơi, đội du kích quê ta vẫn bám đất giữ làng, cơm chẳng đủ ăn mà vẫn say câu hát. Anh gì ơi, đời em tan nát, chồng thì đi biệt tích, con theo giặc, đôi mắt mù loà, tiếng hát chèo bị vùi dập xót xa, đời con hát trăm cay nghìn đắng. Em càng giận con em lại càng ơn anh Trinh. Anh ấy đã cứu mang mẹ con em trở lại với nghề. Nhưng giờ đây, đôi mắt em đã mù, cuộc đời em lại một lần đau khổ. Thôi, em đừng khóc nữa, lòng anh thêm quặn đau. Bao nỗi chân chuyên trên chiếc chiếu chèo, sắp qua rồi những ngày cơ cực. Dân mình yêu tiếng hát, đảng mình quý trọng truyền thống ông cha. Đào ơi, em hãy vui lên đi, em về với quê nhà. Nỗi buồn đau em gắng chịu, nỗi giọt mi xa em để lòng. Trên chiếc chiếu chèo xưa, người du kích đang ngóng đợi, chờ trông đi. Tây Sô Mưa không giết tôi vì chúng muốn cả làng chèo chúng ta phải lập tề theo chúng. Thằng Sô Mưa đã lợi dụng lòng ghen tuông của mụ vợ bất, dùng thuốc độc làm cho cô Đào mù cả hai mắt. Vì đâu ngày đêm nói này ta bao ai
lòng cô hay vẫn đau buồn. Về đây với em. Báo cáo, có hai người lạ mặt đang đi tới cổng làng. Bí mật theo dõi, nếu khả nghi bắt giữ lại ngay. Rõ. Tôi có chân thì tôi đi chứ. Này, đi đường nào thì đi, thấy gái cứ theo mãi thôi. Này, trông mỏng mày hay hạt thế này mà bốn tí nhau rồi. Chồng nó ghen lắm đấy. Rẹo khẹo thế này mà cứ theo người ta, có ngày nó bẻ tôi gãy giò. Ê, cô dì ơi, này, cho tôi hỏi thăm đã. Làng Hạ đây rồi phải không cô? Phải rồi bố ạ. May quá, mình lại cứ tưởng bị lạc ở vùng tề mất. Chưa may đâu. À, ở đâu đến đây mà có hỏi thượng với hạ là thế nào? À, tôi là người làng Hạ mà. Làng Hạ không có người này. Này, không giấu được mắt gái này đâu nhá. À, đấy bảo đấy là người làng Hạ. Vậy phong cảnh làng Hạ thế nào? Đấy nói đúng thì đây đưa vào làng. Đấy mà nói sai thì giao thẳng cho Du Kích. Làng Hạ có miếu có chùa. Giữa làng có ngôi đình to nhất. Làng Hạ có cây đa bóng mát. Có cánh đồng bát ngát mênh mông. Thôi thôi đi bố ơi, cái phong cảnh thiên nhiên đấy thì ở đâu mà chả có. Đây muốn hỏi cái hay cái đẹp của người làng Hạ thế nào cơ. À, tôi hiểu rồi. Chắc là cô muốn nhắc tới gánh chèo làng Hạ chứ gì. Đúng, đã nói đến làng Hạ là phải nói đến gánh chèo. Mà không nói đến gánh chèo là không ra làng Hạ. Có phải gánh chèo ấy của ông Trùm Hỉ, có cô Đào, diễn thị Kính, thị Phương, có Hề Phúc, Hề Long, diễn Hề Gậy, Hề Đồng. Đúng rồi, Hề Phúc chứ thằng khèo thế này bác này. Ôi, chẳng chết cười đi bác ạ. À, thế còn thị Kính, thị Phương thì sao? Cô có bắt chước được không? Bác trông em ấy như cái bồ tất cả thế này thì em bắt chước làm sao được vai nữ chín. Sao ban nãy bảo là mỏng mày hay hạt cơ mà. Em đùa bác một tí mà. À, mà gánh chèo làng Hạ còn một người nữa, từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy bác nhắc đến. À, có Captain, diễn thiện sĩ Kim Nhan, nhưng đã bỏ làng trốn đi biệt tích. Không biết gánh chèo xưa, ai còn, ai mất. Đúng rồi bác ạ, à. Ông Trùm Hỉ đánh mình bị giặc bắt nay đã được tha. Còn cô Đào thì số phận rủi ro, sống cũng nhờ đã chết. Sao? Cô Đào làm sao? Sống chết thế nào? Bác tính, chồng thì đi biệt tích, con gái thì đi mua hát trong đội ga mô. Ôi, còn cô Đào thì bị thằng Sung Nia mượn tay vợ thằng quận trưởng bất, dùng thuốc độc làm mù cả hai mắt. Trời. Sao? Cô Đào bị mù mắt thật ư? Vâng. Vậy bây giờ cô ấy ở đâu? Nghe đâu hai nhà đã đi nhau về làng rồi. Ôi. Còn anh Chấp Tân thì chả có tin tức thư từ gì cả. À, mà không biết còn sống hay là đã chết. Mà liệu còn sống trở về làng gặp vợ mù loà như vậy, liệu có còn yêu thương người ta nữa không? Captain vẫn còn sống. Captain đã trở về. Captain vẫn thủy chung trước sau như một. Tôi chết rồi. Bác. Bác đừng giấu em chứ, đúng bác là bác Captain rồi. À, vâng, chính tôi là Captain đây. Đấy, em biết ngay mà, em ấy là em tinh lắm nhá. Ngày trước, bác thường diễn vai Trương Viên chứ gì. À, vâng. Hồi đó, em ấy là em mê bác. Vậy mà, lúc gặp, bác không xưng danh cho em biết trước. À thôi, em đưa bác vào làng, ta đi thôi bác, đi. Chị bán rượu. Dơ ta lên. Ôi may quá gặp chú Đột Kích đây rồi. Chị đưa người về dò xét làng kháng chiến hả? Này đừng vội chú. Chị đố chú nhá. Chú đoán xem người này là ai. Chú đoán được, chỉ cho chú muốn bắt, muốn trói, muốn lôi chị đi đâu cũng được. Thôi chị đừng có vờ nữa. Đúng chị là Việt Gian rồi. À, lại còn dám nghi
ngờ chị à. Này chị nói cho mà biết nhá, tây trắng, tây đen, tây xồm, tây rạch mặt, chị còn mệt xà lù cu xong bệt cho luôn đấy chị nị. Chá gọi chị là Việt Minh thì thôi, ai thì gọi chị là Việt Gian Gián Điệp. Này đừng có mình nhờn nhá. Nhờn à, giơ tay lên. Ôi, ôi, này, này, giơ tay lên. Anh với con tao. Kìa, yeah. Chị Cúc. Ok, kìa, bác Lộc. Bác Lộc ơi, bác Captain đã trở về. Anh Lộc, Captain, anh Lộc, Captain. Anh Hỷ ơi, chúng các ta... đồng chí ơi, Captain đã về. Anh Hỷ ơi, anh Hỷ ơi, Captain đã về, anh Hỷ ơi, Captain đã về. Tân, anh Hỷ, về đấy à, anh Hỷ. Chú Tân. Nhưng Tân ơi, hôm nay em trở về làng thì... Anh Hỷ, em biết hết cả rồi. Đào. Đào ơi, 15 năm xa cách, anh vẫn mong ngày trở lại quê nhà. Từ biệt em, anh phải trốn đi, vào làm phu trong đồn điền cao su Nam Bộ. Có áp bức, có đấu tranh, anh em công nhân giác ngộ đã cùng anh tìm đến mặt trận Việt Minh. Đào ơi, 15 năm anh vẫn đợi, anh vẫn tìm những cách trở núi sông. Cuộc đời xưa thương đau, bao cay đắng duyên thắm tình. Đức đoạn nay gặp lại em thì đôi mắt tôi tâm. 50 tháng khổ đau em khắc khoải chờ mong, nay anh đã trở về, anh tìm đâu anh sang cho em. Anh ơi, ngày anh đi, con anh còn trứng nước. Nay anh trở về, con không biết mặt cha. Em có ngờ đâu nông nỗi xót xa. Mẹ già, sớm mất đi. Còn con ta, chúng đã biến thành một đứa con theo. Dạ. Mẹ ta đã chết, và con ta theo giặc. Dạ. Giờ nó đã đi múa hát trong đội ga mô của Pháp. Nó đã biết uống rượu Tây và quên tiếng hát của ông cha. Năm xưa chúng đã cắt đôi tiếng hát, chặt đứt đời ta. Giờ đây, chúng lại tiến hành những âm mưu thâm độc. Thưa các bạn trẻo du kích, tôi là Captain nay đã trở về. Cách mạng giao cho tôi tổ chức lại những đội trèo, đem tiếng hát ngàn năm tham gia đánh giặc. Tổ chức lại những đội trèo. Ôi, tổ chức lại những đội chèo. Ôi, cách mạng đã về tổ chức lại những đội chèo ư? Anh Tân ơi, em có ngờ đâu, ngày gặp nhau lại là ngày ta được hồi sinh câu hát. Em chỉ tiếc rằng, em chẳng còn đôi mắt để nhìn thấy màu cờ đỏ tung bay. Em muốn hát lên tiếng hát mơ sông, câu hát ân tình, nước non đầm thắm, tình nghĩa ghi giạt dào con thân. Thank you.
đang thấy cô đơn, bỗng trào lên một nỗi buồn nhức nhối. Men rượu không làm cho ta mê, nỗi đau không làm ta tỉnh lại. Ta là ai? Ta là ai sao lạc giữa chốn này? Ta có mẹ có cha sao chẳng được thương yêu, mà chỉ thấy tủi hờn cô đơn trống trải. Mẹ ơi, giờ này mẹ ở đâu? Những người thân yêu của ta, những người thân yêu của ta sao chẳng thấy? Kìa Lý! Long! Lý! Đến đây làm gì? Long đến thăm Lý mà. Còn nhớ đến Lý, không ghét Lý à? Không, ghét sao còn đến thăm. À Lý này, sức khỏe của Lý dạo này thế nào rồi? Khỏe rồi, nhưng mà... Lý này, đây là chiếc khăn diễn của mẹ Đào. Lý hãy cầm lấy. Chiếc khăn? Mẹ Lý gửi cho Lý sao? Không. Thế bây giờ mẹ Lý ở đâu? Từ ngày bị bắt về nhà tên quận trưởng bất, cho đến bây giờ, vẫn không thấy mẹ Đào trở về. Trời ơi, hay là đã có chuyện gì xảy ra đối với mẹ tôi? Tôi biết làm gì, tôi biết làm gì bây giờ? Thôi đi, Lý đừng có giả vờ nữa. Có bao giờ Lý nghĩ và thương đến mẹ Đào của Lý đâu? Kìa, Long, Long! Ôi, chiếc khăn của mẹ tôi. Mẹ ơi, giờ này mẹ ở đâu? Mẹ ở đâu? Bao nỗi cô đơn yêu vì đâu con đi chẳng biết bao nhiêu đêm con đã khóc biết thương em bao nhiêu đêm con chẳng giọng giờ con vẫn là một binh sĩ trong đội Gamo. Con không bao giờ được diễn trò với mẹ nữa. Anh Tinh, cháu Lý đó. Lý ơi, Lý, bố cháu là Captain, nay đã trở về làng và chú đưa đến đây để gặp cháu đó. Lại với bố cháu đi, Lý. Lý, con gái của cha. Cha đây, cha là Captain về đón con đây, Lý. Con ơi, chỉ vì thằng Bất muốn cướp mẹ con nên nó đã vu oan giá họa, cha phải bỏ làng trốn đi biệt tích. Và giờ đây, chúng lại cướp đi nguồn sáng trong đôi mắt của mẹ con. Trời ơi, đôi mắt mẹ tôi làm sao? Đây, con hãy đọc kỹ đi, lá thư của thằng Sô Mia gửi cho vợ thằng quận trưởng Bất. Bà quận trưởng, đã đến lúc bà cần phải tỏ rõ thái độ của bà đối với cô Đào. Và chắc bà thừa hiểu hai con mắt đối với người diễn viên quan trọng như thế nào. Chỉ cần một liều thuốc độc, bà có thể chấm dứt cuộc đời nghệ thuật kẻ tình địch của bà. Đó là cách tốt nhất để bà bảo vệ hạnh phúc của bà đối với ông Vất. Xin chúc bà thành đạt, Trung tá Sô Mia.
tha thứ cho con. Con ơi, giặc Pháp bắt con đi, chúng muốn biến con thành đứa con hoang, quên đi cội nguồn dân tộc. Lý, con hãy tỉnh lại đi và nhìn rõ âm mưu thâm độc của kẻ thù. Cha. Lý. Cha ơi, từ thuở lọt lòng con không biết mặt cha. Lý. Nay cha trở về, con đã là đứa con có tội. Lý. Con. Con đã phụ công lao của mẹ con dạy dỗ. Con đã không xứng đáng là đứa con được cha mẹ yêu thương. Thôi, con đừng buồn nữa. Con hãy về với mẹ, với cha, với tiếng hát quê hương đậm đà tình nghĩa. Con hãy về với quê hương yêu dấu ơi. Tiếng hát xưa nghi vẫn ngọt ngào, biết biết chăng còn tấm lòng cha nhớ thương. Tình mẹ nghĩ xót, bao năm tháng mẹ đã chất đi chiều, biết bao công phu tắt dịu nuôi dạy con. Vì yêu tiếng hát quê hương nên mẹ phải mù loà. Con ơi hãy chờ trong hơi ấm tình quê. Cha. Anh Tân, anh hãy tạm lánh đi, bọn thằng trưởng mất nó đến đó. Lý, con hãy chờ cha phải lắm. Con đến đấy. Cha đến mừng sức khỏe của con đây. Con làm sao thế? Con vẫn chưa được khỏe sao? Con gái của cha hãy nhận lấy vòng hoa này do chính tay cha lựa chọn. Con gái của cha làm sao thế? Tôi không sao cả. Các ông hãy trả lời tôi, ai đã làm mẹ tôi mù mắt? Trời ơi, ai đã nói với con điều đó? Mắt mẹ con vẫn sáng như thường, đâu phải chuyện mẹ con mù mắt. Ông không nói dối chứ? Ồ, ba nói thật, ba nói thật mà. Chúng ta không nên đánh lừa con trẻ. Chuyện bà Đào bị mù cả hai mắt là chuyện có thật. Nhưng lại chỉ do là dùng nhầm thuốc đau mắt. Nhầm thuốc đau mắt mà thôi. Không, tôi không tin các người. Chính các người đã hãm hại cuộc đời mẹ tôi. Các người muốn biến tôi thành kẻ mua vui cho quân đội các người đi chém giết đồng bào tôi. Ô Lý, con không được nói thế. Cha thật lòng thương con. Ông Xuân Nguyên, ông hãy trả lời tôi, bức thư này do tay ai viết? Tội ác tay trời, kẻ đã gây nên. Quá xa. Ông đừng giải thích giả nhân, cứ thao thức thì lại quân giết người. Ông còn chối nữa hay thôi. Ông đã đưa tôi vào vòng tội lỗi để suốt đời ăn năn. Thôi, mày đã ăn phải đũa của Việt Minh rồi đó. Từ nay tao không cha con gì với mày. Tao với mày sẽ đi hai con đường. Tao sẽ giết mày không thương tiếc. Lính. Quá. Các ông toàn những đồ hèn, chân lý để đâu mà phải đem uy lực ra để đe dọa một đứa con gái chưa đầy 16 tuổi. Ông đốc tờ, không phải phận sự của ông. Lính bất, mày hãy nhìn kỹ đi. À, các đồng chí, trói chúng nó lại. Vâng. Đây, có bắn chết.
làm cái gì mà ngồi với nhau mà đống thế này hả? Hả? Ôi, chuột ơi, cứu chúng ta với chuột ơi. Mẹ ngồi im, không có chuột chàng gì hết. Hả? Quốc qua xã. Không có xa dẻo gì cả. Các ngài à, đã đến lúc em không thể nào mà hầu hạ các ngài được nữa. Đoàn viên, thay mặt ban văn hóa xã, tôi xin trân trọng giới thiệu bác Cát Tân làng ta bây giờ là giám đốc nhà hát trung ương. Bác Trung Chính nguyên chỉ đạo nghệ thuật rạp hát Vân Đài, nơi xưa kia bà Đào làng ta đã hát. Còn đây cháu Lý, thật vinh dự cho gánh chèo làng Hạ chúng ta. Này, vừa qua cháu được đứng trong đoàn văn công trung ương đi biểu diễn tận thủ đô Paris, nước Pháp. Ai ra? Đây, còn đây, đây là cháu Long, con trai bác Trùng Chính. Mày công tác ở đâu cháu nhỉ? À, cháu bây giờ là diễn viên điện ảnh Việt Nam cơ đấy. Quá. Mẹ, vinh quang này con dành cho mẹ. Cuộc đời mẹ mãi mãi là tấm gương sáng trên bước đường nghệ thuật của con. Con ơi, Đảng đã đổi đời cho mẹ, chắp cánh cho con. Đôi mắt mẹ sáng lại rồi, mẹ vẫn nhìn thấy con trong âm vang những điệu hát quê hương đậm đà tình yêu.